Vâng, và như vậy thì tính cho đến thời điểm hiện tại thì đã có 4 dự án giao thông trọng điểm cấp quốc gia vừa được khánh thành, đó là gồm dự án mở rộng cảng Điện Biên, dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những hoạt động đón mừng Giáng sinh. Thưa quý vị, ngày lễ Giáng sinh hay còn gọi là lễ Noel xuất phát từ phương Tây, nhưng giờ đây đã trở thành một ngày lễ lớn quen thuộc với người Việt, bắt nguồn từ ngày lễ của những người theo đạo Kitô giáo. Họ tổ chức linh đình để chào mừng ngày Chúa Giêsu ra đời và dần dần được rất nhiều người trên thế giới quan tâm và hưởng ứng. Lễ Noel thường được tổ chức vào tối ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 12 và những dịp đêm Noel. Mời quý vị và các bạn cùng truyền hình Quốc hội Việt Nam tìm hiểu về những điều thú vị về ngày lễ này nhé. Ngay từ những ngày đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã rực rỡ khắp mọi nơi, trên những con phố, trong từng gia đình hay những khu vui chơi, giải trí, quán cà phê. Ngày nay không chỉ người theo đạo Thiên Chúa, mà nhiều người thuộc các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau cũng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vào dịp lễ này. Ngày lễ Giáng sinh giờ đây còn được coi là ngày lễ gia đình, một ngày đặc quyền để mọi người, mọi thế hệ tạo ra những kỷ niệm chung và gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ngày lễ Giáng sinh thì là cái dịp mà gia đình quây quần ấm áp. Đi đến đâu cũng thấy các cái trang trí cây thông Noel rồi không khí Giáng sinh nó tràn ngập ấy. Tất cả các từ trẻ nhỏ cho đến là những cái người có gia đình hay là thanh niên thì thấy rất là hào hứng với cả không khí Noel. Bọn em cảm thấy rất là nôn nao háo hức về những ngày Chúa sinh ra đời, những ngày lễ về Chúa. Có rất nhiều ngày lễ trong năm nhưng mà ngày lễ Giáng sinh là ngày bọn em mong chờ nhất vì là ngày Chúa xuống thế làm người và được sinh ra. Theo Công giáo Roma, đêm 24 tháng 12 sẽ là thời điểm lễ vọng được tổ chức nhằm thu hút đông đảo người tham gia. Vào thời gian này, nhiều địa điểm như các thánh đường hay những gia đình đều trang trí hang đá với máng cỏ. Bên trong đặt tượng Chúa Hài Đồng, tượng Đức Mẹ Maria và xung quanh là những chú lửa, tượng ba vua và một số thiên thần. Tiếng chuông nhà thờ, cây thông Noel, ông già Noel, những hang đá, máng cỏ đã trở thành những biểu tượng ý nghĩa và ẩn chứa đằng sau những câu chuyện, chứ không đơn giản chỉ để trang trí. Trong xu thế hội nhập, nền văn hóa Việt Nam luôn vận động chuyển mình, là sự thích ứng hòa nhập mà không hòa tan. Việc tiếp nhận các sinh hoạt tôn giáo mới thêm một lần cho thấy tinh thần đoàn kết tôn giáo người Việt, tạo ra một bức tranh sinh động về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Và cũng vì điều đó, ngày lễ lớn như Giáng sinh đã dần trở thành một điểm hẹn văn hóa hàng năm. Vâng, vừa rồi là vài thông tin về nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với hoạt động đón mừng Giáng sinh cũng đang diễn ra sôi động ở nhiều xóm đạo và giáo xứ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó nổi bật có giáo xứ Tân Định tọa lạc tại đường Hai Bà Trưng, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh với tuổi đời khoảng 150 năm. Những ngày này thì giáo xứ đang được trang hoàng cả bên trong và bên ngoài để chào đón Giáng sinh, thu hút nhiều người đến tham quan dự thánh lễ. Nằm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Tân Định như một tòa lâu đài nổi bật trên con đường Hai Bà Trưng nhộn nhịp. Đây là một trong những công trình tôn giáo đẹp bậc nhất thành phố, được khánh thành năm 1876 và từng lọt top 10 điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới. Mỗi năm thì cha sở của chúng tôi có một ý tưởng về làm trang trí hang đá, và năm nay thì chủ đề trang trí hang đá là ánh sáng muôn dân. Bởi vì Chúa Kitô là ánh sáng của muôn dân. Ngoài những ánh đèn lung linh phía trước giáo xứ, bên trong thánh đường có một cây thông thơ từ Đan Mạch cao 5,5 m. Đấy là món quà của một người dân gửi tặng giáo xứ. Năm nào chị cũng đi và năm nào chị cũng đến nhà thờ là năm Tân Định. Nhưng mà năm nay mình cảm thấy là một cái háo hức rất là vui nhộn và rất là hạnh phúc. Nói chung là chị thấy năm nay là toàn bộ cái khu vực ngoài này là đẹp nhất, nghĩa là trong tất cả mọi năm. Đấy là theo cảm nhận của chị trong năm nay. Thì em thấy này chị rất là đẹp, rất là dễ thương, có màu hồng, những cung kỳ xinh xắn. Một điểm thú vị khi đến giáo xứ Tân Định năm nay là người dân có thể quét các mã QR này để biết thông tin về giờ lễ và thời gian tham quan. Mã QR được giáo xứ làm thành 4 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.
Không khí Giáng sinh thường sôi động khoảng hơn một tuần trước đó, khi mà giáo dân bắt đầu làm hang đá, giăng đèn khắp các xóm đạo quanh nhà thờ. Hãy cùng Việt Nam Ngày Mới ghé thăm nhà thờ Bình An Thượng trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm thu hút của nhà thờ này nằm ở chỗ nhà thờ đầu tư hệ thống lắp máy phun tạo bọt, giả tuyết trên hang đá, giúp cảnh Giáng sinh thêm lung linh, thu hút người dân tới để ngắm tuyết. Những ngày gần đây, tối nào khoảng sân cạnh mô hình hang đá ở nhà thờ Bình An Thượng cũng thu hút hàng trăm người tới tham quan ngắm tuyết. Hoạt động trang trí tại nhà thờ này diễn ra từ giữa tháng 11. Để tạo hiệu ứng tuyết rơi, hai máy phun tạo bọt trắng được lắp đặt trên đỉnh hang đá từ độ cao 10 mét. Năm nào xứ cũng làm tuyết rơi, nhưng mà cảm giác năm nay là làm rất là đẹp, rồi làm cho tâm hồn của mình nó cũng xao xuyến, nô nức đón chờ Chúa Giáng sinh. Năm nay xứ mình rất là thú vị và độc đáo. Theo như mình nghĩ là chắc đẹp, đẹp nhất cái khu này luôn. Tuyết mà chúng tôi rơi lên á, thì nó phủ đầy các người, các em đều đầu óc, các em giỡn như trên đây là nguyên một cái bồn tuyết rất là đẹp. Cho nên là cái không khí nó thể hiện rất là sôi nổi mà các bé thích lắm. Tức là năm nay là đêm thánh vô cùng, chủ đề đó. Thì mình lấy tên đó, nhưng mà cái cấu hình của hang đá thì mỗi năm mình thay đổi để cho nó có sự khác biệt, nó hay hơn, chứ không có lặp lại. Chúc cho tất cả mọi người là một Giáng sinh an lành, luôn được mọi sự tốt đẹp đến tất cả mọi người. Ngoài hiệu ứng tuyết, nhà thờ còn trang hoàng lộng lẫy cả bên trong và ngoài thánh đường để chào đón Chúa Giáng sinh. Những bông tuyết từ nhà thờ bay phấp phới ra bên ngoài đường Phạm Thế Hiển. Việc tạo hiệu ứng tuyết sẽ diễn ra từ 18 giờ đến 23 giờ mỗi ngày cho đến hết Giáng sinh, tức hết ngày 25 tháng 12. Khách tham quan gửi xe tại sân nhà thờ và nên đi sớm vì đường Phạm Thế Hiển thường kẹt xe do có nhiều người dạo chơi tham quan xóm đạo. Thưa quý vị, không khí Giáng sinh này đã tràn ngập khắp mọi nơi trên toàn thế giới với nhiều màu sắc và ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Giáng sinh đã đến với mọi người, mọi nhà, từ các khu chợ, trung tâm thương mại đến cả những khu vực trải qua xung đột với nhiều biến động. Trong ngày Giáng sinh năm nay, các địa điểm nổi tiếng của châu Âu như tháp Eiffel, đại lộ Champs-Élysées của Pháp, sông Thames, quảng trường Trafalgar của Anh tràn ngập ánh sáng và màu sắc huyền ảo của đèn LED và những cây thông rực rỡ. Trên mọi nẻo đường, ông bà già Noel hân hoan đi phát quà cho trẻ em. Tại đất nước Ukraine vốn đầy biến động, người dân cũng tạm gác lại những muộn phiền của cuộc xung đột, của những khó khăn thường trực cuộc sống để mừng ngày lễ Giáng sinh. Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn đối với người dân Ukraine vì đây là năm đầu tiên họ đón Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 thay vì ngày 7 tháng 1 như truyền thống các năm trước. Không khí tại các khu chợ thủ đô Kiev luôn đông vui, tấp nập, tràn ngập tiếng hát mừng. Còn tại thánh địa Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu sinh ra theo Kinh Thánh, người dân Palestine đã tổ chức một buổi cầu nguyện Giáng sinh đơn giản với những bài thánh ca dưới ánh nến và cầu nguyện cho hòa bình ở Gaza thay vì các lễ hội đông vui như các năm trước. Giáng sinh năm nay đến với Bethlehem trong một hình dạng khác. Hội đồng thành phố quyết định hủy bỏ tất cả các lễ hội và lễ kỷ niệm trong mùa Giáng sinh. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rất rõ ràng với cộng đồng quốc tế rằng Bethlehem phản đối hành động giao tranh nhằm vào người dân của chúng tôi ở giải Gaza. Không khí đón mừng Giáng sinh tại mỗi quốc gia lại rất khác nhau với muôn màu, muôn vẻ. Dù vậy, người dân trên toàn thế giới đã cùng nhau đón mừng một mùa Giáng sinh ấm áp với nhiều hy vọng vào một năm mới an lành, hạnh phúc. Còn tại khu vực châu Á, Nhật Bản thì gần 300 ông già Noel đã tập trung tại khu thương mại và mua sắm nhộn nhịp để mang niềm vui Giáng sinh đến cho người qua đường. Các ông già Noel đã tặng nhiều món quà ý nghĩa và tăng cường tương tác với người qua đường. Các ông già Noel chủ yếu là nhân viên văn phòng trong khu vực. Những ông già Noel đã đổi trang phục công sở để khoác lên mình bộ đồ ông già Noel để tham gia sự kiện tại quận Marunouchi gần ga Tokyo, Nhật Bản. Các ông già Noel được chia thành 3 nhóm. Một nhóm tặng những món đồ trang trí nhỏ trong trung tâm mua sắm, một nhóm khác chào đón mọi người ở ngoài trời và chụp ảnh với họ, và một nhóm làm sạch đường phố. Hoạt động này mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, tôi rất vui. Tôi thực sự yêu thích lễ Giáng sinh, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được vui chơi cùng người dân thành phố, nên tôi quyết định tham gia. Năm nay đã có 294 người từ 41 công ty đăng ký tham gia và hóa trang thành ông già Noel cho sự kiện này.